bạn, mình đang ở quầy Shark, tên cũ là Shachi ở IFA 2023, và trên tay mình là hai cái sản phẩm mới của họ. Một là một cục pin MagSafe với dung lượng là 10.000 mAh, và nó là cục pin đầu tiên có trang bị cái quạt để cho nó mát hơn. Và bên cạnh mình đó là một cục pin di động nhìn xuyên thấu với dung lượng mới 26.800 mAh. Thì bây giờ anh em đi xét lại để mình sẽ nói cho em kỹ hơn từng cái một. Đầu tiên là mình nói về cục pin di động có MagSafe, thì em thấy rằng là nó hít vào trong cái điện thoại như vậy, như rất là nhiều cục pin khác. Tuy nhiên nó là cục pin đầu tiên có trang bị một cái quạt ở đây, và cái quạt này nó có cả đèn RGB nữa. Thì tại sao chúng ta cần phải một cái quạt cho một cục pin sạc không dây như vậy? Anh em biết rằng là khi một cục pin sạc không dây á, thì nó sẽ nóng bởi vì nó truyền điện từ bên cục pin sang điện thoại. Thì cái quạt đó giúp cho cái nhiệt độ nó sẽ giảm xuống. Thì nếu mà nóng chuyện xảy ra, thứ nhất á, là nó hao hụt ha, thay vì cái năng lượng truyền sang bên kia thì nó bị ngắt mất thành nhiệt. Thứ hai, nóng thì nó sẽ làm hư pin, và nóng thì em cảm thấy khó chịu. Thì như vậy cái quạt này giúp cho cục pin nó giữ được cái nhiệt độ nó mát, và như vậy pin đi vào điện thoại của anh em tốt hơn, nhiều hơn, và cái điện thoại của anh em nó cũng sẽ bền hơn, và anh em cầm anh em sử dụng nó sẽ thoải mái hơn. Cục này nó có dung lượng là 10.000 mAh, và khi mình bỏ vào trong cái iPhone 14 Pro Max như vậy á thì nó sẽ vừa. Nếu mình bỏ vào trong cái iPhone 14 Pro của mình á thì nó cũng sẽ lòi ra chút xíu ở phía bên dưới đó, và anh em thấy rằng là nó hít rất là chặt ha. Mình qua một cái lớp dán da mà nó vẫn hít lên trên cái điện thoại mình, hoặc là ngược lại thì mình cầm cục pin á thì nó vẫn hít cái điện thoại mình đó. Dưới này nó còn một cái cổng USB-C khác để anh em sạc cho nó, hoặc là anh em sạc ra với công suất là 20W. Cục pin của Shark thì nó luôn luôn có một cái thiết kế nhìn rất là tương lai, giống như những cái theme Star Wars hay là Star Trek gì đó. Và cái phần mà mạch điện cũng như là cái phần quạt như vậy anh em nhìn xuyên thấu có thấy được đó. Thì đó là cái sản phẩm đầu tiên, cục pin MagSafe 10.000 mAh có quạt đầu tiên của loài người. Sản phẩm thứ hai mình muốn giới thiệu với anh em đó là một cục pin di động xuyên thấu ha. Cục pin này thì mình từng giới thiệu với anh em ở Việt Nam rồi, mình từng xài rồi, nhưng mà cái dung lượng nó chỉ có 20.000 mAh thôi, còn cục này sẽ là 26.800. Sẽ có cái đầu ra là cổng C, và cổng C này nó sẽ sạc được ra tới 100W, và nó sẽ được vào tới 100W. Nó vẫn rất là đẹp, rất là nặng. Có một cái màn hình ở đây để hiển thị xem là cái điện vào điện ra cho anh em sạc sẽ như thế nào. Thì đó là hai cái sản phẩm chính của Shark, công ty cũ là Shachi. Và mình còn thấy được hai cái sản phẩm rất là đẹp nữa, anh em qua đây coi. Ở bên này thì mình có hai cái sản phẩm khác của họ, không phải là mới nhưng mình thấy nó đặc biệt để mình giới thiệu với anh em ha. Thứ nhất là cục sạc không dây MagSafe luôn, rất là gọn, rất là đẹp. Và cục này thì chỉ có dung lượng là 5.200 mAh, và nó có một thiết kế nhìn giống như một cái phi thuyền vậy. Đó, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có hai cục pin di động khác, thiết kế rất đặc biệt ha, nhìn rất là lạ. Có sẵn một cái đầu cáp C để anh em sạc, và nó có sẵn những cái nút để cho chúng ta thấy rằng là điện vào điện ra nó như thế nào. Rồi cổng sẵn ha, cổng C ở đầu này. Nói chung là cái công ty này họ luôn luôn làm ra những cái sản phẩm với thiết kế rất đặc biệt để cho chúng ta có một cái cảm hứng nhiều hơn. Bởi vì hiện tại chúng ta xài sạc di động, chúng ta xài sạc MagSafe cho rất là nhiều thiết bị, nhưng mà những hãng khác nhau thường thường họ có những thiết kế chung chung thôi. Đối với Shachi thì họ tạo ra một cái thiết kế đặc biệt của họ, đặc biệt nhất đó là cái khả năng nhìn xuyên được cái sản phẩm. Rồi, xin cảm ơn.